sách Việt giách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt Giách Official Store. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Ở bài số 1, khả năng lớn lao của tiểu thuyết, chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong các tiết đọc hiểu văn bản và thực hành tiếng Việt. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tiến hành thực hành viết với bài Viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện các em thân mến so sánh hai tác phẩm văn học nhằm làm rõ một quy luật chung nào đó hoặc để có thể nhìn nhận sâu sắc hơn về những giá trị ý nghĩa cốt lõi của từng tác phẩm là việc quen thuộc mà mỗi nhà nghiên cứu hay mỗi nhà phê bình văn học thực hiện trong nhà trường phổ thông thì điều này cũng cần được thực hiện ở một cái mức độ phù hợp với kiến thức với khả năng của các em vì nó có thể giúp cho các em có thể rèn luyện được khả năng liên hệ, khả năng kết nối và huy động những kiến thức tri thức nền, thiết lập một cái nhìn tổng quan, một cái nhìn so sánh khi đi vào khám phá thế giới văn học. Và ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với điều này thông qua việc tìm hiểu về cách viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá giữa hai tác phẩm truyện. Không để kem phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của bài học. Trước tiên, chúng ta cùng nói về những yêu cầu của dạng văn này. Thứ nhất là kem sẽ cần phải nêu được mục đích và cơ sở của việc tiến hành so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện. Yêu cầu thứ hai đó là kem sẽ cần phải trình bày được các thông tin khái quát về hai tác phẩm truyện đó, đó là những thông tin về tác giả, tác phẩm, cụ thể như là về thể loại, về đề tài, chủ đề, vân vân. Cái yêu cầu thứ ba đó là game cần làm rõ được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm truyện xét trên một số phương diện về nội dung và hình thức cụ thể theo những mục đích và phạm vi đã xác định cái thứ tư đó là chúng ta cần rút ra được những đánh giá nhận xét cần thiết và phù hợp của mình về hai tác phẩm truyện căn cứ vào kết quả đã so sánh và cuối cùng là kem nêu được ý nghĩa của việc đánh giá hai tác phẩm truyện thông qua việc so sánh và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đi phân tích bài viết tham khảo mang tên mảnh trăng cuối rừng và những đứa con trong gia đình hai truyện ngắn tiêu biểu của văn học cách mạng việt nam giai đoạn 1954 đến 1975 về nội dung của văn bản thì các em sẽ tiến hành đọc trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi để cùng nhau phân tích về bài viết tham khảo này. Đầu tiên, chúng ta nói về cơ sở của việc lựa chọn so sánh hai tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng và Những đứa con trong gia đình ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà tiến hành so sánh hai tác phẩm nào đó thì nó phải có một cái điểm chung nào đấy có thể là nó được viết trong cùng một thời kỳ cùng viết về một chủ đề hoặc là một cái đề tài nào đấy thì với hai tác phẩm này nó có điểm chung về mặt đề tài và đều là những cái tác phẩm tiêu biểu cho những cái cách tiếp nhận hiện thực chiến tranh của văn học trong một giai đoạn cụ thể tiếp theo đó là mục đích của việc tiến hành so sánh hai tác phẩm đã được tác giả của bài viết thể hiện ở cái sự thống nhất trong cảm hứng của hai nhà thơ, đồng thời thể hiện được những cái dấu ấn, những cái phong cách riêng của hai nhà thơ này. Tiếp theo ở câu hỏi số 3 thì nó yêu cầu các em đó là các phương diện cơ bản nào của hai tác phẩm đã được đưa ra để so sánh. Thì với câu hỏi này, các em sẽ cần phải lưu ý đó là xác định rõ những cái phương diện được lựa chọn để so sánh, vì trong một cái giới hạn của bài viết nhỏ, người ta sẽ không thể tiến hành so sánh hai tác phẩm trên mọi phương diện được và đoạn số 3 của văn bản sẽ cung cấp cho các em những cái câu trả lời về vấn đề này một cách rõ ràng nhất. Và câu hỏi cuối cùng đó là đánh giá nào về đặc điểm, giá trị của từng tác phẩm được nảy sinh trên cơ sở so sánh với cái câu hỏi này các em sẽ cần tập trung vào những cái từ ngữ ví dụ như là từ tương tự này từ cũng ở trong bài viết nó sẽ thể hiện những cái ý đánh giá về những điểm tương đồng rồi là những cái cụm từ cấu trúc câu kiểu như là trong khi đó nếu ba chấm thì ba chấm thì nó sẽ thể hiện được những cái ý phân tích giữa điểm khác biệt giữa hai tác phẩm được đưa ra so sánh đó là những gợi ý của cô để các em có thể tiến hành trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa về phân tích bài viết tham khảo Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung của phần thực hành viết. Trước tiên là phần chuẩn bị. Khi mà các em mới tập luyện với cái dạng văn này thì bước đầu các em lên lựa chọn hai cái tác phẩm truyện mà các em nhận thấy rằng giữa chúng có những cái điểm chung và ít nhất là một trong hai tác phẩm đó em đã được học hoặc là được đọc rất kỹ. Hai tác phẩm mà em lựa chọn có thể là hai tác phẩm có cùng tác giả hoặc là của hai tác giả khác nhau, có thể ra đời trong cùng một bối cảnh thời đại hoặc là trong hai thời kỳ uh, khác biệt, có thể thuộc một nền văn học hoặc cũng có thể thuộc về hai nền văn học khác nhau. Cô đưa ra một vài những cái gợi ý để các em có thể lựa chọn như sau. Ví dụ, các em có thể tiến hành so sánh giữa tác phẩm Hoàng tử bé của tác giả sainte Esuperi với vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Hai tác phẩm này đều là hai tác phẩm viết dành cho thiếu nhi hoặc các em cũng có thể tiến hành so sánh những ngày thơ ấu của nguyên hồng với tác phẩm thời thơ ấu của maxim gorky hoặc giữa tác phẩm chí phèo và lão hạc của tác giả nam cao tác phẩm vợ nhặt của kim lân với vợ chồng a phủ của tô hoài ở bước đầu tiên của phần chuẩn bị kem xác định được hai đối tượng sẽ tiến hành so sánh với nhau thì bước tiếp theo kem cần phải xác định được rõ ràng cái mục đích của việc so sánh ở trong bài viết của mình đó là Chúng ta cần phải làm sáng tỏ một cái giá trị nào đó của từng tác phẩm truyện khi mà chúng ta xem xét nó trong một cái mối tương quan rộng của lịch sử văn học, của đời sống văn hóa xã hội. Và khi chúng ta xác lập cơ sở so sánh thì cần phải quan tâm và trả lời một số câu hỏi ví dụ như là hai tác phẩm có phải là những mẫu tiêu biểu uh, cho phép việc so sánh đạt được kết quả cần thiết hay không? Rồi là hai tác phẩm có những cái đặc điểm gì khiến cho người đọc dễ có thể liên hệ chúng với nhau? bài viết có thể ưu tiên nhấn mạnh trong sự tương đồng hay chỉ tập trung nói về sự khác biệt giữa hai cái tác phẩm đó ở đây dù các em lựa chọn theo cái hướng đi nào thì nhìn chung khi nói về sự tương đồng chúng ta vẫn cần phải đề cập đến cái sự khác biệt và ngược lại khi bàn đến sự khác biệt thì chúng ta cũng cần nói đến sự tương đồng giống như một cái lý do để khiến cho hai tác phẩm có thể được đưa ra để so sánh với nhau sau bước chuẩn bị đó là bước tìm ý và lập dàn ý với phần tìm ý thì các em có thể tự tìm ý cho bài viết của mình bằng cách đặt ra và trả lời một số câu hỏi như các em có thể quan sát trên màn hình các em có thể đặt ra câu hỏi là vì sao khi đọc truyện này độc giả thường liên hệ đến chuyện kia tức là để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ đi xác lập cơ sở để so sánh hai tác phẩm truyện với nhau để giúp cho người viết có thể mở bài và uh, xác định vấn đề cũng như giới thiệu vấn đề một cách thuận lợi nhất có thể hoặc kem cũng có thể đặt ra câu hỏi đó là cái sự tương đồng giữa hai chuyện thể hiện trên những phương diện chủ yếu nào thì ở cái bước này tức là kem sẽ cần phải chỉ ra được những cái phương diện, những cái yếu tố cần thiết để so sánh giữa hai tác phẩm ví dụ như là yếu tố về cốt truyện, ví dụ yếu tố về nhân vật hay là yếu tố về chủ đề, về đề tài vân vân Hoặc kem cũng có thể đặt ra câu hỏi điều gì dẫn đến sự gặp gỡ đó giữa hai tác phẩm truyện ở câu hỏi này tức là chúng ta sẽ đi sâu vào cắt nghĩa nguyên nhân của sự tương đồng vừa tạo được cái sự gắn kết giữa đoạn viết với từng tác phẩm và ngoài ra kem cũng có thể tham khảo một số những câu hỏi khác sau khi đã tìm ý được cho bài viết rồi tiếp theo đó là phần lập dàn ý kem có thể tiến hành tham khảo mẫu dàn ý cho bài viết như sau đầu tiên ở phần mở bài kem giới thiệu hai tác phẩm truyện được xác định là hai đối tượng của sự so sánh đánh giá và nêu mục đích cũng như cơ sở của việc so sánh đánh giá đó phần thân bài kem triển khai các ý theo trình tự như sau đầu tiên đó là những thông tin chung về tác phẩm kem đề cập đến một số thông tin liên quan đến hoàn cảnh ra đời đề tài chủ đề cốt truyện nhân vật vị trí của các tác phẩm trong đời sống văn học cái thứ hai các em sẽ chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai tác phẩm truyện và nguyên nhân dẫn đến sự tương đồng ấy ví dụ như là cả hai tác phẩm cùng đề cập đến hiện tượng đời sống hay một loại hình nhân vật hai tác giả có cùng quan điểm thẩm mỹ có cùng quan điểm sáng tác hay là cách tiếp nhận nhìn nhận hiện thực hay là một hiện tượng cũng khá là phổ biến ở trong văn học đó là tác giả này chịu ảnh hưởng của tác giả kia về một cái yếu tố nào đấy liên quan đến đề tài này, cảm hứng sáng tác này, bút pháp hoặc là phong cách sáng tác nào đấy. Cái thứ ba đó là chúng ta chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai tác phẩm truyện và điều kiện để làm ra cái sự khác biệt ấy. Ví dụ như là nó đến từ cái phong cách sáng tác, cái quan điểm sáng tác, quan điểm thẩm mỹ của mỗi tác giả. Từ cái cách tiếp cận hiện thực và cái cá tính sáng tạo riêng của từng người rồi là mỗi nhà văn cũng được lớn lên sống trong một cái môi trường khác nhau chịu ảnh hưởng được từ những cái yếu tố truyền thống văn hóa văn học khác nhau và những cái đối tượng miêu tả câu chuyện được kể ở mỗi tác phẩm lại có những cái điểm đặc thù riêng và cuối cùng kem cần chỉ ra đánh giá chung về cái điểm tương đồng khác biệt giữa hai tác phẩm truyện và khẳng định những cái giá trị độc đáo của mỗi tác phẩm kết bài kem nêu ý nghĩa của việc đánh giá các tác phẩm truyện khi đặt chúng trong mối tương quan so sánh và khẳng định tài năng của tác giả Bước số 3 đó là bước thực hành viết. Ở bước này thì khi thực hành viết các em có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là để làm sáng tỏ các luận điểm thì các em cần chú ý tập trung khai thác bằng chứng lấy từ phương diện khác nhau ở trong hai tác phẩm truyện, có thể là những bằng chứng về Uh, đề tài, chủ đề, cảm hứng, cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu vân vân Và khi mà Kem tiến hành trích dẫn văn bản truyện hay một cái lời phê bình, một cái lời nhận định đánh giá nào đấy về tác phẩm truyện đó thì Kem cần phải đảm bảo về tính chính xác và khách quan của dẫn chứng. Cái thứ hai đó là cần tránh biến bài viết của mình thành một cái văn bản mang tính chất đó là lắp ghép một cách máy móc và gồm có hai bài nhỏ phân tích từng tác phẩm riêng biệt và cái thứ ba đó là kem cần phải đặc biệt chú ý về cách diễn đạt và cái sự liên kết của bài viết và thực hiện gắt đoạn cho nó phù hợp để người đọc có thể dễ dàng theo dõi cái hệ thống luận điểm của mình và bước cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó là bước chỉnh sửa và hoàn thiện ở bước này kem sẽ căn cứ và đối chiếu những cái yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập để thực hiện uh, chỉnh sửa những cái nội dung cần thiết và hoàn thiện bài viết của mình về mặt nội dung cũng như là giả soát khắc phục những cái lỗi về mặt chính tả, về mặt diễn đạt và trình bày để bài viết đáp ứng được những cái đòi hỏi về chuẩn mực về hình thức cũng như là các em sẽ rút kinh nghiệm để cho những cái bài viết sau của chúng ta sẽ tốt hơn. Như vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em tiến hành viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Về nhà dựa vào những hướng dẫn của cô, các em sẽ thực hiện tiến hành viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện mà các em có thể tự lựa chọn hai tác phẩm cho bài viết của mình nhé. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.